Xin kính chào những khán giả thân thiết của Sống An Vui. Quý vị thân mến, trong ban mai biêng biếc ngọt xanh, đôi cánh nhỏ lung linh giọt nắng, rung rinh đất trời tràn trên đôi cánh, cả nhân gian bỗng hóa mật ngọt ngào. Có thể nói mật ong chính là món quà thiên nhiên ban tặng cho con người. Đây chính là phần chất ngọt do những con ong mật chăm chỉ góp nhặt trong các bông hoa. Khác với đường trắng tinh luyện, mật ong được xếp vào loại chất làm ngọt tự nhiên, chứa nhiều chất chống oxy hóa hữu ích và đặc tính kháng khuẩn rất có lợi cho sức khỏe trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cũng như là làm đẹp. Nếu như quý vị cũng yêu thích hương vị ngọt ngào và thơm ngon của mật ong thì đừng bỏ qua những tác dụng tuyệt vời của loại thực phẩm vàng này mà chúng tôi bật mí trong chương trình ngày hôm nay nhé. Nó không chỉ ngăn ngừa ung thư, các bệnh mãn tính mà còn đem đến cho quý vị một giấc ngủ ngon và sâu nữa đấy. Mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Mật ong thường được sử dụng như một loại thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Nó đặc biệt tốt cho sức khỏe khi được sử dụng thay thế đường ăn. Sau đây 10 lợi ích sức khỏe hàng đầu của mật ong. Thứ nhất, trị mất ngủ. Sở hữu cho mình nguồn khoáng chất đa dạng và vitamin dồi dào rất giúp ích cho việc bổ sung dinh dưỡng có lợi và hỗ trợ bạn có giấc ngủ sâu hơn. Theo nghiên cứu, trong mật ong có chứa nhiều axit amin tryptophan, chất này xâm nhập vào cơ thể tạo thành serotonin. Serotonin khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành melatonin, một loại hormone thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Mặt khác, thành phần mật ong chứa nhiều glucose và fructose. Glucose giúp cơ thể giữ được glucose ổn định trong máu và nuôi dưỡng não bộ. Riêng fructose tích trữ ở gan tạo thành glycogen, nhờ việc tích trữ này giúp ngủ ngon hơn. Vì nếu thiếu đi glycogen sẽ kích thích não bộ tiết ra hormone cortisol và adrenaline gây căng thẳng, stress, sau đó chuyển đổi protein thành glucose, tạo cảm giác đói bụng và làm cho bạn không thể ngon giấc. Do đó, nếu khó ngủ hoặc mất ngủ, bạn có thể chọn lựa cách an toàn như uống một ly sữa nóng có pha mật ong trước khi lên giường. Loại thức uống này có tác dụng làm dịu thần kinh, xua tan căng thẳng nên giúp bạn dễ ngủ hơn. Hoặc nếu không thích uống sữa, bạn có thể pha mật ong cùng với một số loại trà có mùi thơm dễ chịu như hoa nhài, hoa cúc hoặc đơn giản nhất. Bạn chỉ cần cho 2 muỗng mật ong vào ly nước ấm khuấy đều rồi thưởng thức trước khi đi ngủ cũng giúp thần kinh được thư giãn, chìm vào giấc ngủ dễ dàng rồi. Lưu ý thêm là chúng ta không nên uống quá sát giờ đi ngủ, nên uống trước đấy từ 30 phút cho đến 1 tiếng để mật ong có thời gian ngấm và hấp thu, giúp đạt hiệu quả cao hơn. Thứ hai, ngừa tăng cân. Nhiều người sẽ nghĩ rằng mật ong ngọt như vậy sẽ dễ gây tăng cân. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy mật ong sống có khả năng kích hoạt hormone để ức chế sự thèm ăn, do đó ngăn ngừa tăng cân. Một thông tin thú vị nữa là mật ong có thể đốt cháy chất béo cơ thể ngay cả khi bạn đang ngủ. Vì vậy, uống 2 muỗng cà phê mật ong trước khi đi ngủ sẽ giúp ích cho việc kiểm soát cân nặng. Thứ ba, ngừa các bệnh mãn tính. Chất chống oxy hóa như polyphenol trong mật ong có liên quan để giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và một số loại ung thư. Ngoài ra, nó cũng cải thiện sức khỏe của mắt và tăng các chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật trong máu. Càng ăn nhiều mật ong, càng có nhiều chất chống oxy hóa trong máu. Thứ tư, điều trị ho. Mật ong có tác dụng như một loại thuốc ho tuyệt vời giúp làm dịu cổ họng và ngăn ngừa ho. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Pediatrics cho thấy trẻ em ở độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi bị ho vào ban đêm ít ho hơn khi chúng ăn 2 muỗng cà phê mật ong 30 phút trước khi đi ngủ. Một nghiên cứu khác cho thấy hiệu quả của mật ong trong điều trị ho tốt hơn nhiều so với các loại thuốc ho thông thường. Nó làm giảm các triệu chứng ho và giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm. Thứ 5. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Mật ong làm giảm yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nó làm giảm triglyceride và viêm ở những người mắc bệnh tiểu đường. Thay thế đường bằng mật ong sẽ không làm tăng lượng đường huyết. Trên thực tế, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó cũng sẽ làm giảm triglyceride. Sự kết hợp của fructose và glucose trong mật ong giúp cơ thể điều chỉnh lượng đường huyết, từ đó giữ cho lượng đường huyết ổn định. Thứ 6. Ngừa mệt mỏi. Nếu bạn cảm thấy ít năng lượng, uống một muỗng mật ong sẽ cung cấp cho bạn năng lượng ngay lập tức. Mật ong là loại thực phẩm tăng cường năng lượng nhanh chóng sẽ cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng vô biên nhờ sự hiện diện của fructose và glucose đi vào máu, giúp tăng năng lượng nhanh chóng. Mật ong hoạt động như một nhiên liệu, năng lượng tuyệt vời, có thể có trước và sau khi tập thể dục. Thứ 7.
tăng sức khỏe của tim. Mật ong làm giãn các động mạch ở tim, giúp cải thiện lưu lượng máu đến tim, nên ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông ở động mạch, vốn có thể dẫn đến đau tim và đột quỵ nếu không ngăn ngừa. Mật ong cũng làm giảm cholesterol xấu, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch do sự tích tụ chất béo ở động mạch. Thứ 8. Giảm nguy cơ mất trí nhớ. Mật ong có vô số lợi ích cho sức khỏe. Một trong số đó bao gồm tăng cường trí nhớ và sự tập trung. Nó ngăn ngừa, giảm trao đổi chất và giúp làm dịu não. Theo một nghiên cứu, uống một thìa mật ong hàng ngày giúp tăng trí nhớ của phụ nữ sau mãn kinh nên giúp trí nhớ tốt hơn. Sự hiện diện của các chất chống oxy hóa trong mật ong ngăn ngừa suy giảm nhận thức và chứng mất trí. Thứ 9. Giảm dị ứng phấn hoa. Mật ong sống chứa phấn ong có thể chống lại dị ứng phấn hoa khi cơ thể tiếp xúc với nó bằng cách kích hoạt phản ứng miễn dịch, tạo ra các kháng thể. Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn mật ong có thể cải thiện các triệu chứng viêm mũi dị ứng gây chảy nước và ngứa mắt, hắt hơi và các triệu chứng tương tự khác. Thứ 10. Điều trị tiêu chảy. Mật ong có khả năng giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian tiêu chảy. Nó chứa một lượng kali và nước đáng kể mà khi bị tiêu chảy sẽ làm giảm thời gian tiêu chảy. Theo một nghiên cứu, đặc tính kháng khuẩn trong mật ong ngăn chặn hoạt động của mầm bệnh gây tiêu chảy. Chú ý, mặc dù mật ong là thực phẩm tự nhiên lành tính nhưng cũng không vì đó mà lạm dụng nó. Bạn nên có một liều lượng nhất định khi sử dụng mật ong. Theo như các chuyên gia khuyên dùng, 2 thìa mật ong mỗi ngày là an toàn và tốt nhất. Ngoài ra, bạn có thể phối hợp mật ong để chế biến nhiều món ăn khác nhưng vẫn không nên dùng quá 50ml để đảm bảo sức khỏe bạn nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên dùng chung mật ong với các thực phẩm như hành tây, hẹ, đậu phụ, cá chép, cua, kẻo gây ngộ độc cơ thể. Thêm nữa là khi bạn áp dụng phương pháp chữa bệnh bằng mật ong, không nên dùng các thực phẩm kích thích như rượu, bia, sô-cô-la hay chè, cà phê vì như vậy sẽ làm giấc ngủ của bạn bị gián đoạn và có thể xấu hơn là bệnh tình trầm trọng hơn. Như chúng ta đã biết, mật ong không chỉ được sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh mà nó còn được ứng dụng phổ biến trong làm đẹp. Vậy chị em phụ nữ sẽ nhận được những lợi ích gì từ thứ mỹ phẩm thiên nhiên này? Sau đây là một số bí quyết làm đẹp bằng mật ong mà bạn có thể dễ dàng áp dụng ngay tại nhà cùng với một số thành phần tự nhiên khác. Cùng tiếp tục tìm hiểu với Sống Ăn Vui nhé! Thứ nhất, trị mụn trứng cá. Mật ong đem lại nhiều lợi ích làm đẹp tuyệt vời cho các chị em phụ nữ. Tính kháng khuẩn và kháng nấm của mật ong có thể ngăn chặn vi khuẩn hình thành mụn trứng cá. Ngoài ra, các đặc tính chống viêm cũng sẽ làm dịu tình trạng sưng đỏ và kích ứng trên da. Cách làm: đắp một ít mật ong nguyên chất lên vùng da bị mụn trứng cá và ngồi chờ trong 10 đến 15 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Bạn cũng có thể thử một số công thức làm mặt nạ mật ong trị trứng cá kết hợp với các nguyên liệu khác như dâu tây, đường, nghệ. Thứ hai, làm mờ vết thâm. Các thành phần trong mật ong như chất chống oxy hóa, enzyme và nhiều chất dinh dưỡng khác cũng giúp làm sạch và dưỡng ẩm làn da. Ngoài ra, sự kết hợp của mật ong và baking soda còn có tác dụng tẩy tế bào chết, giúp phục hồi các tế bào mới và từ đó khiến làn da trông rạng rỡ hơn. Cách làm: bạn trộn 2 muỗng mật ong với 1 muỗng baking soda. Sau đó, bạn làm ướt da và nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp lên trên da mặt hoặc cơ thể theo chuyển động tròn. Cuối cùng, bạn rửa sạch với nước. Thứ ba, mật ong giúp dưỡng ẩm và làm trắng da. Mật ong là một chất dưỡng ẩm dành cho da nhạy cảm hoàn toàn tự nhiên, có tác dụng hút ẩm từ không khí và thẩm thấu vào da. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa và vitamin C là 2 thành phần giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, đồng thời ngăn ngừa quá trình lão hóa da. Cách làm: sau khi rửa sạch và làm khô da mặt, bạn nên lấy khoảng 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất, thoa đều lên da và giữ trong 15 đến 20 phút. Sau đó bạn rửa sạch bằng nước ấm. Thứ tư, mật ong còn có tác dụng làm sạch lỗ chân lông. Các enzyme trong mật ong nguyên chất có tác dụng làm sáng da và giữ cho lỗ chân lông sạch sẽ. Bên cạnh đó, tính chất kháng khuẩn của mật ong kết hợp cùng dầu dừa cũng có thể ngăn chặn sự tích tụ của vi khuẩn, từ đó tránh mụn trứng cá và sự mất cân bằng chất dinh dưỡng trong da. Cách làm: bạn trộn 1 muỗng canh mật ong tươi với 2 muỗng canh dầu dừa cho đến khi hòa tan đều. Sau đó thoa lên da mặt đã được rửa sạch sẽ và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Bạn nên nhớ tránh bôi ở vùng quanh mắt. Cuối cùng, bạn rửa sạch bằng nước ấm. Thứ 5. Chăm sóc tóc bóng mượt.
mái tóc phải chịu nhiều tác động từ bên ngoài như ánh nắng mặt trời, bụi bẩn, việc duỗi, ép, sấy, nhuộm màu và những tác động bên trong cơ thể do thiếu dưỡng chất nuôi dưỡng tóc. Vì vậy, tóc thường hay bị trẻ ngọn, xơ rối và gãy rụng. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể nhờ đến đặc tính dưỡng ẩm của mật ong, giúp điều hòa và duy trì độ ẩm cho mái tóc. Thêm vào đó, mật ong còn rất hiệu quả trong việc củng cố nang tóc để mái tóc trở nên chắc khỏe và bóng mượt hơn. Cách làm: bạn trộn một thìa mật ong với lượng dầu gội đầu vừa đủ mà bạn dùng hàng ngày. Sau đó, bạn gội đầu và làm sạch mái tóc như bình thường. Với khả năng kháng khuẩn cùng hàm lượng các chất dinh dưỡng, mật ong không chỉ là phương thuốc dân gian để sử dụng để trị nhiều loại bệnh mà nó còn được coi là thứ mỹ phẩm thiên nhiên được chị em yêu thích để làm đẹp. Hy vọng những chia sẻ của Sống An Vui trên đây sẽ giúp quý vị tận dụng được những lợi ích tuyệt vời của loại thực phẩm vàng này. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe!